sáng thì mưa xối xả, trưa thì nắng tét đầu, biết ở làm sao cho vừa lòng người. Tối giờ mưa thấy nóng ban nóng lạnh luôn, mưa một cái hầm cái lên đầy nước hết trơn. Ủa ngồi đây nói chuyện ai anh? Nói chuyện không long không đạt, chuyện nên chuyện nên vậy nè. Chỉ là cậu Bảy chưa đạt đến cả giới nói chuyện mình nên hả? Chưa, cái đó chạy xuống. Còn dưới này cả dưới này nè, không biết. Vậy là cậu Bảy dưới lên. Không, nói lên. Không, con là con ở trên con xuống. Em lên lên. Tại vì trước con có thương thiên bồng nguyên sói á. Dạ. Mà ổng không chịu. Rồi ở trên cõi tiên mới thấy con gì mới trừng phạt xuống đây. Để đầu xuống. Không, trừng phạt chứ xuống cho không đè đầu. Ai trả mày xuống? Mày tưởng là mày bằng Nga gì? Chứ sao trời ơi. Gươm. Thôi cùng cậu Bảy giờ sáng sớm chăm chết dữ thằng đó trời. Thì giờ bây giờ con hỏi cậu nè, ai cũng có cái ước mơ đúng không? Cái ước mơ đâu có tội lỗi đâu, mình phải theo cái ước mơ đó mình mới thực hiện được cái ước mơ của mình. Mình mới làm được đúng không? Thì con cũng có cái ước mơ con... Mà là sáng là chưa ăn sáng, sáng đổ là chừng. Thôi nghỉ đi. Mà cậu ở đây làm gì đây? Tính như vậy mượn đồ. Mời sáng sớm đi qua mượn đồ là có điểm nữa đó trời. Mượn cái gì? Có tiền gạo xong cho mượn. Quanh năm suốt tháng gặp mặt là mượn tiền với mượn gạo rồi, mượn cái khác không được hả? Thì chứ không mượn làm gì chứ. Làm gì ở này có. Làm hơn con là tỷ phú nữa, quanh năm suốt tháng mà mượn gạo với mượn tiền. Này, mấy mốt phải được mượn tao nha. Hay không? Ở bên đây người ta hai người làm. Không lẽ là không có tiền sao đi mượn tiền của một có mình nên không làm à? Ai mới cho mượn cái lèn này. Mượn lèn làm gì? Là mới mua hai bò gì hút cái bò nè, chưa mua lèn nào. Thằng ơi, có tiền mua hai con bò mà không có tiền mua cái len. Vậy thôi tôi sắm cái len trước đi, từ từ tôi hãy sắm bò. Đủ tiền mua bò, len chưa mua. Cái len hả? Ừ. À, cái len của con nhà tôi bén nhiều lắm bén nha. Ừ, len không, không cần bén không cũng được nữa. Mọi nó bóng hối luôn. Ừ. Càng mặn là nó càng bén, càng mặn là nó càng bén. Ừ. Mà con mua ngoài chợ ở tiệm của chú Trang á. Mày rảnh nó biết cho mượn cho, thôi mày làm nhiều chuyện tầm lum tà la. Đi ra ngoài chợ tiệm chú Trang hỏi người ta tiệm Trang đâu ghé đó mua. Thiệt. Mày mua nhiêu cái à? Hả? Nhiêu cái? 150. Mày rảnh đi. Cho mượn không? Đâu ra có của sẵn cho mượn à. Người ta mua là người ta để dành người ta xài chứ ai mà rảnh đi mua cho mượn. Nhằm khi cho mượn len rồi lỡ cậu làm mẻ là sao thường ai? Chạy. Ê út, út qua trời. Mấy bà, sao em kêu cửa không có ai mở cửa chân hả? À? Nãy giờ lo lý sự với ông Bảy nào, nói chuyện gì tâm tàu bắt đầu không à? Bảy hả? Bảy sớm hả? Ừ, ổng ở, ổng ở dưới ông đi lên. Thì ở dưới đi lên thấy rồi. Không mà, mình ở trên mình đi xuống. Chỉ là mình là tiên là Phật, còn ngày là ma quỷ. Mười đế! Ừ, mười đế! Ba mẹ có qua không? Ba mới chơi 3 ngày vậy. Vậy hả? Vậy là ở chơi ba mẹ đâu có ở được. Không, ba mẹ không có đi. Ừ. Mới bắt, ổng mới bắt hai con gà mà sao đi được. Hai gà gì? Hai gà giò giò nhỏ nhỏ. Ờ, hai gà của dì Bảy cho đó. À mày qua ở bệnh nè, chắc là bệnh cũng thiếu ăn gì không? Có thèm gì không ấy, để đi mua được ăn. Thiếu ông nội tao cho thiếu nè, đeo vàng vậy mà thiếu. Không, mấy người đeo vàng gì chứ tiết kiệm lắm. Ăn với băng thèm thật lửng luôn nhưng mà. À, em ăn gì cũng được chứ á. Vậy ha. Dạ. Vậy đi mua vịt hấp xả. Ờ, vịt khá ngon đó. Vịt hấp xả hả? Ừ. Vịt hấp xả hôi, xả nó hôi lắm chị. Xả mà hôi trời. Ăn không được, có mùi xả mà ăn không được. Ở ngoài này, ở ngoài này nè, con ta bắn lẩu đuôi bò mềm ngon lắm. Thôi, đuôi bò mà ăn hồi nguội lại là nó dính đây nè, nó lạnh dần, đóng băng luôn á, ngán lắm. Vậy cho ăn gì? Em ăn gì cũng được cho á, mà trừ hai món đó ra. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì ốc bu luộc xả. Ốc bu mới ăn qua rồi, ngán rồi chị ơi. Mới ăn qua rồi luôn, 3kg mà em vịt, mua. Dịch là dễ ăn nhất là dịch nấu chao. Thôi dịch nấu chao em bị amidam nhờ, khó thở lắm. Vậy thôi nghỉ mẹ luôn đi, tha khổ. Ăn cái gì cũng được quá mà món gì cũng chơi hết trơn. Mua mấy món khác thì chừng không đó. Ông có còn ăn đấm không? Ông nó ăn đấm không? Cậu kỳ quá chị em ta mà ăn đấm. Ăn đấm cậu á. Hồi đó giờ chị con đâu quýnh con gì ăn hết. Là ăn vậy, dạ ăn vậy. Mua cái gì cũng được, bỏ ba món đó là em ăn không được. Ôi trời, hai mấy thịt. Chị đi mua đi, chị mấy... mua đi mà món gì cũng được mà mấy món đó đừng mua. Thịt có chao là ở đây khó thở. Chị thịt vịt khó xả. Mấy mùi xả em ăn không được. Hồi nãy mới nói chị đó. Ăn vịt kho gừng ha. Xả không được, ăn kho gừng. Gừng hả? Ừ.
gừng nó cay lắm, em Amidan đâu ăn được. Dân mẹ cái này đi. Không, chị mua lẩu đi. Ăn cái gì cũng không được chứ. Không, chị mua lẩu hải sản em ăn được. Ê, ê, có mời ai không? Thả cua vô nữa. Dạ, anh cua vô em ăn được. Vậy là nấu lẩu hải sản. Dạ. Mực tôm em ăn đầy đủ. Hả? Quẩy người chơi nha. Hả? Cô có mời ai không? Không, cái này con nói trong gia đình ăn không à, không có mời. Không mời. Không mời. Chào mình ăn thôi. Dạ. Tại nấu đồ ăn đãi gút thôi. Cứ ăn dữ trời, thôi bao nhiêu luôn. Thôi bảy giờ đi, con cũng đi chợ nữa. Ở nhà coi tiền nhà nha, coi dọn dẹp chứ cứ gà gì mày nấu hồi hôm qua mày chưa có lao. Chưa lao hả? Ừ. Gì đấy em vô em lao. Ừ. Đi chợ à. Trời ơi, bộ hổm gà chi không biết cái gì. Tìm ở nhà nó mày dư. Đi chợ xích thì chưa về nhé. Trời ơi, cái sàn này có ai ngủ đâu mà bụi nè, có lớp ở tại. Cái cổ nhà ít người buông chi một tấm. Ôi, đừng lưng gì ta chứ. Ủa? Sao bữa nay nhớ em vợ mình nó qua đây giờ nào sao nó không cho hay cho người ta? Trời ơi, trời. Trời trời. Ủa vợ mình đâu ta? Sao không thấy vợ mình ở nhà ta? Hôm nay con em vợ mới qua đây. À mẹ tướng gì đâu mà ngon dữ vậy trời. Cái đít tròn quay vậy. Trời ơi, thứ này mình bán một cái thứ gì cho nổi. Trời ơi. Anh làm gì anh rồi? Anh làm gì đâu? Sao anh vô đi em? Em mà không la hả? Là anh tán vào mặt em rồi. Lộn luôn. Mười đẻ. Mười đẻ. Anh em thôi. Không ngờ em cũng anh. Vậy chứ chủ được ta đâu không anh Khang? Vậy là được. Em vợ đó. Chứ không thôi hả? Tới công chuyện với anh nữa. Cái này là anh thử lòng em đó nha. Động gì kỳ á trời. Ủa đây có ai đi gì trời. Ba mẹ vợ mình không có nhà. Trời trời. Mình thử lòng nó mà không ngờ nó phản kháng lại quá. Đó này. Nó mà không phản kháng lại là mày tới công chuyện mày với tao. Đó là những biểu hiện của ba mẹ cái tay mới tán thử. Trời ơi, sức nước quay vậy nó thơm dữ vậy ta. Ôi cha ơi, cái đít nó thơm thiệt.